Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong phần sổ tay học hôm nay sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách chữa ho bằng đông y và cách phòng tránh bệnh viêm não mô cầu ở trẻ. Mục hỏi đáp y tế, chuyên gia dinh dưỡng sẽ chia sẻ những dinh dưỡng cần thiết cho trẻ dưới 5 tuổi. Cuối chương trình là câu chuyện về nỗi lo của những bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mãn tính khi thời tiết giao mùa. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ho được xem là một phản xạ có lợi cho cơ thể, giúp tống khứ bụi bẩn, dị vật và các tác nhân gây xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp như mũi, miệng ra ngoài. Hiện nay, có khá nhiều bệnh nhân chọn các bài thuốc dân gian để trị ho, không chỉ mang lại hiệu quả điều trị tốt mà còn an toàn khi sử dụng cho trẻ em và người cao tuổi. Sau đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Minh Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc đông y để điều trị hiệu quả chứng bệnh này. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn bài thuốc trị các chứng bệnh ho thông thường và đặc biệt trong thời tiết giao mùa. Bài thuốc gồm các vị như kha tử, đản sâm, cam thảo, cát cánh, tăng bạch bì, trần bì, gừng tươi, bán hạ và mật ong. Bài thuốc này thì hoàn toàn được cấu tạo từ thảo dược, mang lại hiệu quả cao, an toàn khi sử dụng. Dùng được cho cả trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người già và có ưu điểm là không nhờn thuốc, không kháng thuốc, không tác dụng phụ, hiệu quả với các trường hợp mãn tính. Trong thành phần của bài thuốc thì kha tử là vị thuốc chính. Công dụng chính của kha tử là điều trị ho và viêm họng khàn tiếng. Không chỉ ở Việt Nam mà người Ấn Độ cũng đã dùng kha tử để tán thành bột và hút trong một tẩu thuốc để làm giảm hen. Vị thứ hai là gừng tươi, là một vị thuốc đông y có tên là sinh khương, vị cay, tính ấm, quy vào kinh phế thì giúp làm ấm bụng, giảm ho và giảm nấc hiệu quả. Vị thứ ba là vị cam thảo, là một vị thuốc có tác dụng giảm ho, chống co cơ trơn, chống viêm, chống dị ứng. Các hoạt chất có trong cam thảo thì có tác dụng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Vị tiếp theo là vị cát cánh. Các hoạt chất có trong cát cánh thì có thể làm dịch nhầy dễ tiết hơn, làm nong đờm. Từ đó thì các cái dịch nhầy có thể tống ra ngoài. Vị tiếp theo là tăng bạch bì, có vị ngọt tính bình, quy vào kinh phế, tâm và tỳ. Thì vị thuốc này có công dụng chữa các chứng ho do phế nhiệt, trị các cái chứng ho do có đờm đặc và viêm phế quản, viêm phổi. Tiếp theo nữa là bán hạ chế. Bán hạ chế thì là một vị thuốc chuyên để trị các cái chứng ho suyễn, có thể hóa đờm, giáng nghịch, giảm ho. Các vị thuốc trên được phối hợp với nhau theo cái tỷ lệ nhất định thì mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho điều trị các cái chứng ho như là ho gió, ho khan, viêm họng hạt, viêm amidan, viêm thanh quản, các cái chứng ho lâu ngày có đờm đặc, ho do trào ngược dạ dày thực quản. Và đặc biệt thì sản phẩm này có thể dùng để điều trị dự phòng tái phát cho trẻ hay bị ho liên tục lâu ngày. Các cái vị thuốc này thì với liều lượng nhất định cô lại thành thang thì chúng ta sẽ sắc cho vào thang sắc uống, thì cứ 3 bát chúng ta cô lại còn 1 bát, uống 2 lần một ngày. Về phòng bệnh thì người bệnh bị ho lên uống nhiều nước hàng ngày, tránh các cái môi trường khô lạnh, tránh các yếu tố kích thích như khói thuốc, khói bụi, hơi nóng, nên ăn các đồ ăn, nên tránh ăn các đồ ăn quá nóng dễ gây kích thích vòng họng. Biết cách giữ gìn ấm cổ và ngực, luôn giữ ấm cơ thể vào mùa đông, và các cái chế độ sinh hoạt hợp lý cũng nên tăng cường để sức khỏe được tốt hơn, để cơ thể có thể chống lại các tác nhân từ môi trường khác như vi khuẩn. Người bị bệnh ho cũng cần tạo một cái môi trường sống trong sạch, lành mạnh để có sức khỏe, chống lại nhiều bệnh tật. Bệnh viêm màng não do mô cầu ở trẻ em là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh sẽ diễn tiến nhanh chóng, tỷ lệ tử vong cao và hay để lại di chứng nặng nề về sau này. Vậy cần làm gì để phòng tránh căn bệnh này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Huy Trang, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để có lời giải đáp. Viêm màng não thì có thể do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Viêm màng não do mô não cầu là cái tình trạng viêm các cái màng bao hệ kinh trung ương. Nguyên nhân chủ yếu là do vi khuẩn Listeria meningitis gây ra. Biểu bệnh thì trẻ thường có cái tình trạng khởi phát đột ngột, biểu hiện là sốt cao đột ngột 39, 40 thậm chí 41 độ, rét run, có thể đau họng, đau mỏi cơ, đau đầu, nôn vọt hoặc là
Nếu như một số trường hợp trẻ có cái biểu hiện nặng, có thể trẻ bỏ bú, bỏ ăn, ni bì. Ngoài ra thì trên da trẻ xuất hiện các cái ban hình sao sau 1 đến 2 ngày sốt. Tử ban là những cái ban màu đỏ thẫm hoặc xanh tím, có đường kính 1 đến 5 mm, nhẵn, không gồ lên mặt da, nan khắp toàn cơ thể, tập trung chủ yếu ở thân mình và chi dưới. Biến chứng nguy hiểm của viêm màng mỏng do mô não cầu thì có rất nhiều biến chứng, chủ yếu là khi mà phát hiện muộn thì cái việc điều trị gặp khó khăn rất là nhiều và để lại di chứng. Trẻ có thể là liệt thần kinh trung ương hoặc là một số trẻ có thể điếc. Khi mà trẻ nhiễm viêm màng não mủ do mô não cầu thì cái biến chứng nguy hiểm nhất là sốc nhiễm khuẩn, xảy ra nhanh trong vòng 24 giờ đầu nên trẻ có thể tử vong rất là sớm nếu như mà phát hiện và điều trị không kịp thời. Để mà phòng bệnh thì thứ nhất là việc đầu tiên là chúng ta là thường xuyên vệ sinh mũi họng cho trẻ. Nếu mà trẻ lớn thì có thể tự xúc họng bằng nước các cái dung dịch sát khuẩn thông thường. Thứ hai là vệ sinh nơi ở và nơi học tập. Thứ ba là khi mà trẻ có biểu hiện sốt cao, đột ngột, đau đầu, nôn hoặc cứng gáy thì nên đưa trẻ sớm đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Cái phòng chủ động tốt nhất là tiêm phòng vaccine cho trẻ. Hiện nay thì ở Việt Nam thì có 3 tuyếp huyết thanh là A, B, C tiêm cho trẻ, thì cái vaccine AC và BC thì có thể tiêm cho trẻ. Với vaccine AC thì có thể tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, còn vaccine BC thì có thể tiêm cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và nên tiêm nhắc lại theo chỉ định của bác sĩ. Dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi là một vấn đề đang ngày càng được quan tâm. Trẻ trong độ tuổi này có nhu cầu tăng trưởng và phát triển khá cao. Dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi nếu không được đáp ứng đủ hoặc được bổ sung quá dư thừa có thể để lại các tác động không tốt lên sức khỏe ở thời điểm hiện tại và sau này của trẻ. Trong mục hỏi đáp y tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên của chương trình Cuộc Sống Khỏe với giáo sư tiến sĩ Phan Thị Kim, Viện trưởng Viện An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng, Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để biết thêm về chế độ dinh dưỡng an toàn và hữu ích cho trẻ dưới 5 tuổi. Xin chào giáo sư, cảm ơn giáo sư đã tham gia cuộc trò chuyện với cả Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay ạ. Xin hỏi giáo sư là dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 5 tuổi thì quan trọng như thế nào và cần thiết ra sao ạ? Các chất cần thiết là thứ nhất là các chất năng lượng là có protein, chất đạm này, chất mỡ và chất bột, đường bột là những cái cần thiết rồi. Năng lượng, thế còn protein tức là đạm đấy. Thì ta sử dụng cả đạm động vật và cả đạm thực vật. Thế ngoài ra thì các loại về vitamin thì chủ yếu là nhiều trong rau quả, rất cần cho trẻ em. Vậy thì nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em thì khác với người lớn như thế nào ạ? Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ nó cũng có khác đấy. Ví dụ như một ngày nhé, nhu cầu năng lượng của người lớn trung bình lao động thường khoảng 2.000 kilocalo. Nhưng trẻ em 3-5 tuổi nó chỉ 1.100-1.300 kilocalo thôi. Tuy nhiên, ví dụ như trẻ đi học nhé, thì bữa ăn phụ là chiếm khoảng 30% năng lượng. Tức là ví dụ 1.100 thì nó khoảng 350 kilocalo. Bữa phụ chiều khoảng 100 nữa là khoảng 450. Đấy, tức là gần một nửa nhu cầu hàng ngày đã ăn ở trường học rồi. Cho nên chúng ta cũng chú ý là bữa ăn trường học rất quan trọng. Một ngày thì thường phải có 8 loại thực phẩm. Thứ nhất là nhóm về lương thực. Thì có gạo, ngô, khoai, sắn, mì, đúng không? Bột mì. Đấy. Nhóm thứ hai là nhóm thịt, thịt, trứng, sữa, một trong các loại đấy đều được cho mày ăn tất cả. Ngày thì thịt, ngày thì đấy, trứng, tùy theo mình. Ngày thì đậu phụ để các luân phiên. Thế còn thứ ba nữa là nhóm sữa. Tức là một ngày phải có một đơn vị sữa, tức là một hộp sữa 100 cũng được, một viên phô mai cũng được, một cốc sữa chua cũng được, phải có một đơn vị sữa. Thế rồi thì là rau củ quả. Một ngày phải có 3 đến 5 loại rau củ quả. Ta có thể ăn bữa thì cho quả chuối, bữa thì một miếng dưa hấu. Vậy làm thế nào để có thể trẻ có thể hấp thụ được đầy đủ chất dinh dưỡng qua thực phẩm? Lúc xây dựng thực đơn ấy, là mình phải tính toán. Đấy, tính toán thế nào mà ngày nhu cầu ngoài cái mất mát nấu nướng thì vẫn đảm bảo cái nhu cầu cho nó là khoảng 40%, 40-45%. Đấy, ví dụ nhu cầu một ngày là 500mg vitamin C thì mình thế nào 4%, tức là khoảng 4% của 500 là ở trường là phải đảm bảo. Ngoài ra về rau nhà nó cho thêm nữa, ăn ở nhà nữa, bữa sáng với bữa tối nữa. Không, nhưng cái đầu tiên là an toàn là vẫn phải chín đã, đúng không? Đấy, để bên cạnh chín đừng có nấu nhừ quá thôi, chứ vẫn phải chín. Chứ không chín này vì là cái môi trường của mình chưa sạch, đúng không? Vùng nuôi cũng chưa sạch. Trẻ con mà lười ăn ấy, lười ăn rau củ quả thì nhiều nước là nó say cả rau cả quả đấy nó bắt uống thì cũng được.
nhưng mà thế thì lại sơ bị hạn chế, đúng không? Được. Ăn được cả thì sơ nhiều hơn. Sơ quan trọng vì sơ là nó giúp cho tiêu hóa tốt, chống táo bón, thứ hai nó thải độc. Phải cho ăn rau củ quả nhiều, bên cạnh đạm với đường mỡ là phải cho ăn. Chứ nếu mà không cho ăn rau củ quả không được đâu. Ngày nào cũng phải có rau củ quả. Đấy, 10 loại thức ăn thì 3 đến 5 loại là phải rau củ quả, phải đủ các thành phần như đạm, đường, béo, các loại vitamin, các loại vi khoáng là rất quan trọng. Nó cân đối. Thì nếu chỉ thiên một chất không tốt. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Thời điểm giao mùa là một trong những nỗi lo lớn nhất của người bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Theo khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây bệnh nhân viêm phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện điều trị gia tăng. Các bệnh nhân nhập viện đa phần trong tình trạng nặng và phải thở bằng máy. Ở thời điểm hiện nay, nếu không được dự phòng cẩn thận, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể tái phát và tiến triển rất nhanh, thậm chí là gây tử vong. Bệnh nhân Trần Văn Hiệu, 68 tuổi ở huyện Ân Thi, đã được điều trị viêm phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều năm nay, có thường xuyên hút thuốc lá, vài ngày trước đã phải vào bệnh viện đa khoa cấp cứu. Tôi bị bệnh từ năm 2016, tới cái hàng năm bây giờ, cứ mỗi đợt cấp thế này phải vào viện, rất vất vả và tốn kém. Mà cái bệnh tình thì nó không tiến triển rất chậm, cứ mỗi khi thay đổi thời tiết hoặc là khí hậu giao mùa là cái bệnh này nó đột cấp, làm con người ta tức thở, không thở được, là phải đi cấp cứu. Cái bệnh là do các cái khí độc, khói bụi, rồi thuốc lá, thuốc lào là những chất cơ bản gây được nguy hiểm cho cánh phổi. Trước kia tôi hút từ 40 năm thuốc lá. Ông nhà tôi là bị 6 năm nay rồi. Cho nên là suốt ngày là trước kia là ông ấy hút nhiều thuốc lá. Cho nên bây giờ ông bị mắc cái bệnh này, cho nên là cũng vất vả cho tôi suốt ngày phục vụ ông ấy. Cho nên là ngày không đi đâu được, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh ông ấy. Còn thường thường là cứ thay đổi thời tiết là cái là phải đi cấp cứu liên tục. Có khi là một tháng đôi lần. Viêm phổi tắc nghẽn mãn tính xuất hiện khi có sự tiếp xúc đáng kể với các hạt hoặc khí độc hại ngoài môi trường như khói bụi, môi trường ô nhiễm. Trong đó, khói thuốc lá được xem là yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Những tác nhân này sẽ làm thay đổi cấu trúc dẫn tới hẹp các đường thở nhỏ và phá hủy nhu mô phổi, từ đó làm rối loạn luồng thông khí ra vào phổi, một đặc trưng của bệnh. Cái bệnh tắc nghẽn này nó mãn tính rồi cho nên nó không khỏi. Có khi vậy là một tháng về lại một tháng vào luôn, mà cái sức khỏe thì cứ vào là ổn thôi, thì nó có thuốc, nhưng về thì cuối cùng vậy là hết thuốc rồi, thì cuối cùng vậy là chịu được thời gian, tức là mãn tính không thể khỏi được. Vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột từ lạnh sang nóng hoặc ngược lại, người bệnh rất dễ bị nhiễm virus hoặc vi khuẩn, gây nên tình trạng viêm phổi hoặc viêm long đường hô hấp trên và là yếu tố làm khởi phát một đợt cấp của bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Với các tổn thương vốn có khi xuất hiện thêm tình trạng nhiễm khuẩn làm nặng thêm các triệu chứng của bệnh nền. Đợt cấp COPD đặc trưng bởi tình trạng tăng tiết đờm kèm theo các cơn khó thở, đôi khi nghiêm trọng có thể dẫn đến suy hô hấp trên bệnh nhân. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng một khi đợt cấp xảy ra. Thời gian này thì thời tiết đã chuyển mùa ấy, và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất là lớn, số lượng bệnh nhân phổi tắc nghẽn vào tăng là khá là đột biến. Phải so với hồi hè phải gấp 2 gấp 3 lần. Mỗi ngày phải số lượng bệnh nhân mới nhập viện khoảng tầm 5 đến 6 bệnh nhân, thậm chí là hôm 10 bệnh nhân phổi tắc nghẽn mới. Với những bệnh phổi tắc nghẽn thì chúng ta phải lưu ý, thứ nhất là với thời tiết thay đổi như này chúng ta phải giữ ấm vào mùa vào buổi tối này, và ban ngày thì lại phải mặc thoáng vừa phải, kiêng tránh khói bụi này, tránh bỏ hẳn thuốc lá thuốc lào, tránh nơi tập trung đông người, khi đi tiếp xúc đông người thì phải đeo khẩu trang kỹ. Và khi có dấu hiệu bắt đầu lên cơn khó thở này, thay đổi màu sắc đờm các thứ thì chúng ta phải đến bệnh viện ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đối với người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cần phải thận trọng hơn trong các bước dự phòng, tuân thủ điều trị, bỏ thuốc lá, hạn chế tiếp xúc khói bụi độc hại, tránh bị cảm lạnh, tập thể dục tăng sức đề kháng cơ thể, đặc biệt không nên xem nhẹ những biểu hiện ho, khạc đờm vào buổi sáng ở những người đang hút thuốc, không nên nghĩ rằng ho là biểu hiện thông thường ở người hút thuốc, vì như vậy sẽ bỏ sót dấu hiệu bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đến khi xuất hiện khó thở gắng sức, khó thở thường xuyên hoặc khi thay đổi thời tiết mới đi khám bệnh thì bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, chức năng phổi đã suy giảm nhiều, do vậy việc điều trị thường ít mang lại hiệu quả, thậm chí gây tử vong.
Câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.